Xin chào các anh, các chị và các bạn. Hôm nay anh giới thiệu cho mọi người một sản phẩm, đó là dây nịt hay còn gọi là dây thắt lưng, da cá sấu, da màu nâu đỏ nha mọi người. Màu này nó hơi đỏ, kêu là màu như là mắm guốc nha mọi người, nó đỏ đỏ. Thì da này là da cá sấu, da thật 100% nha mọi người. Da này dài 1,2 m, dây dài 1,2 m, ngang 3,5, đầu khóa là đầu cá sấu, làm từ sắt si nha mọi người. Da cá sấu này là da chuẩn nên nó có độ bền rất là cao, vì nó đúng tuổi thì mình làm thì da nó sẽ bền hơn, còn da cá sấu non thì nó không được bền cho mấy. Da này là da cá sấu thật thì trên da nó sẽ có những vết thẹo tự nhiên nha mọi người, vì nó là cá sấu thì nó ở trong chuồng hoặc là nó va chạm với con này con kia thì nó sẽ tạo ra những vết thẹo tự nhiên. Thì người ta xử lý, người ta cũng không có xử lý luôn, tại vì người ta để thì nó sẽ thấy tự nhiên hơn và nó sẽ thật hơn. Còn mình mà làm hết thì những vết thẹo kia thì nó nhìn da nó không còn tự nhiên nữa, và nó cũng mất đi cái hình dáng da cá sấu đi. Thì loại da cá sấu thì mình thì mọi người cũng đã biết rồi, da cá sấu thì càng xài thì nó sẽ càng bóng và càng đẹp hơn. Ở dưới á, thì nó được lót là da bò thật nha mọi người, da bò hạt, da thật luôn. Thì da bò thì nó cũng rất là bền. Nó kết hợp với cá sấu thì là có thể nói là rất là bền luôn, rồi và đúng của hai loại da luôn. Tại vì ở dưới người ta không xài được cá sấu vì nó sẽ bị cứng nha mọi người, nên người ta sẽ xài da bò. Thì và cố đuôi á thì nó sẽ có những vết